Yo. Và bây giờ ta sẽ kể chuyện không có diss ai cả. Ta sẽ nói lên những sự thật để xem mày dắt mũi fan mày được bao lâu nữa. Nha. Khi mà mày thành công thì mày cần phải nhớ là ngày xưa mày đứng lên từ đâu. 20 mấy tuổi đầu mày đâu có còn nhỏ, đừng cố bắt tao dạy mày lại từ đầu. Mày cứ luôn miệng là do bản thân mạnh, được như ngày hôm nay là từ bản thân mạnh. Đã có bao giờ mày tự ngắm mình trong gương để tự hỏi bản thân sao đứng bằng chân khương? Và lúc nào mày cũng nghĩ là do mình mạnh quá, bác cha mạnh ăn, ăn xong rồi mạnh đá. Khi nào trái đất này có dạng là hình vuông thì lúc đó mày mới trả được hết cái tình thương. Và chắc mày đang thắc mắc nó biết gì về tao, hay là thằng Khang lại dở cái chiêu cũ. Chia tay con S không biết phải làm sao, rồi Hades âm thầm cách luôn người yêu cũ. Đây không phải rạp phim, mày không có đường diễn. Hades tên mạnh, Kim luôn tên Cường Nguyễn, luôn thủ bên mình hai tờ giấy chứng minh. Nếu như mà tao nói sai, ok Ken chứng minh. Và tao biết bây giờ đây chắc mày đã mỏi miệng, nói đơn giản hóa cuộc thịt bò này khá dai. Ngồi yên một chỗ chẳng cần đi hỏi chuyện, tao cũng thừa biết mày dắt bộ đi phá thai. Dạ. Và tụi mày hãy nghỉ ngơi thêm 30 giây nữa, rồi tiếp tục nghe tao kể chuyện. Một lần duy nhất, không có lần thứ hai đâu. Nghe nè. Là một câu chuyện buồn ở bến xe miền Đông. Có một cậu bé bị trục trặc chuyện tiền nong. Dòng người tấp nập có bao kẻ đang ra vô, lỡ ngơ rồi bị cướp cái ba lô. Thì cậu bé hip hop với cái quần đông phùng phình, bước vô quán cà phê ngồi lại ta uống nước. Biết tiền không có nên nó đành phải gồng mình ở trong quán chờ anh Khương đi xuống trước. Đem về cù mang ăn uống không tốn tiền, không cần đi làm hút thuốc không tốn tiền, mua quần áo mặc cũng không cần tốn tiền. Nhưng ông Khương gặp nạn thì mặc cho mày trốn liền. Trong cuộc sống này mày ngu thì ai chịu, ai tiễn mày về nhét vô túi mày 2 triệu. Dặn mày kỹ càng bỏ móc túi rất thần thông, mày cứ chia ra nhiều chỗ 500 để quần trong. Nhắc nhở cân bằng giữa xây dựng và khai thác, là nhắc cái mặt chó của mày chứ ai khác. Đến khi bị đuổi là mày đổi phe ngay, sao mày quay lại cắn bên này không fair play. Khi bay bị mất mày nói anh Khương bán, cùng gã bố dởm cắm cuối viết khôn lường. Nhưng mày đâu ngờ vấp phải thằng Khang bướng, thì cái xương của mày để con Tấm đem chôn giường.